Nói chung là quý khách thích kiểu gì, hình dáng gì, chỉ cần đưa ra yêu cầu hoặc ý tưởng thì Lan sẽ ngay lập tức thiết kế và tạo ý tưởng nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy. Hoặc là quý khách muốn làm mặt dây thắt lưng theo logo của công ty mình, hoặc là theo cái riêng của mình, hoặc là cái ý tưởng gì đó của mình, hoặc là cái ý muốn gì cái đó đặc biệt cho quý khách, hoặc là cùng chơi cá mập màu đỏ, màu đen, màu xanh gì, nói chung là cùng màu hoàn thất màu, hoặc là da bò Nam Mỹ, hoặc là da đà điểu, thì tất cả kỹ năng sẽ thực hiện cho quý khách nha. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay một sản phẩm siêu VIP nữa. Vâng, tất cả là siêu VIP bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao và sưu tầm về những sản phẩm độc và những mẫu mã đẹp. Nói chung là những cái gì thuộc dạng là đẳng cấp đỉnh cao thì Kỳ Lân sẽ giao lưu cùng quý khách. Vâng, cụ thể Kỳ Lân xin giới thiệu, đây là một cái mặt da thắt lưng logo vương miện, biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng và đẳng cấp, quyền lực. Và mặt dây thắt lưng này đặc biệt ở điều gì? Chúng ta thường nghe kim cương đính lên trên nữ trang như nhẫn, lắc tay, dây chuyền là chuyện bình thường. Và hôm nay chúng ta sẽ cận cảnh chi tiết, camera mời camera cận cảnh lại kim cương đính lên trên mặt dây thắt lưng bằng vàng nguyên khối. Hiện tại ở đây thì có 3 viên kim cương vuông ở giữa trong logo vương miện, và ở ngoài viền là kim cương 1 ly 1 thiên nhiên. Và Kỳ Lân mời quý khách xem cận cảnh mặt dây thắt lưng. Kỳ Lân tháo ra cho quý khách xem. Đây chi tiết, đây là mặt dây thắt lưng được đúc ra theo logo, và đây là hình của vương miện, một cái biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và đẳng cấp, quyền lực. Và xin mời camera cận cảnh lại. Bên trong là 3 viên kim cương vuông, viên ở giữa là 4 ly rưỡi, 2 viên hai bên là 4 ly, và toàn bộ xung quanh viền là kim cương thiên nhiên 1 ly 1. Hoặc là kích thước của mặt dây thắt lưng này to hơn hay nhỏ hơn, hay là như thế nào, Kỳ Lân sẽ đáp ứng. Hoặc là quý khách muốn làm mặt dây thắt lưng theo logo của công ty mình, hoặc là theo cái riêng của mình, hoặc là cái ý tưởng gì đó của mình, hoặc là cái ý muốn gì cái đó đặc biệt cho quý khách, hãy đưa ý tưởng đó cho Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như thế này để bàn giao cho quý khách. Đúc bằng vàng nguyên khối, đúc từ vàng Ira nha, vàng 18K AU750. Và trọng lượng của nó là bao nhiêu vàng thì chúng ta sẽ cùng đi cân với Kỳ Lân. Rồi bây giờ cùng Kỳ Lân cân thử trọng lượng của cái mặt dây này là bao nhiêu. Em bỏ lên giùm anh. 22,9 gram, và theo công thức tính thì Kỳ Lân tính ra được là tầm cỡ 6,1 chỉ. Và để chắc chắn điều này, Kỳ Lân xin mời quý khách qua đây đo chi tiết trọng lượng. Rồi xin mời em dời qua giùm anh. Vâng, đúng là 6,1 chỉ. Quá tuyệt vời. Một mặt dây thắt lưng 6,1 chỉ, hơn nửa cây vàng. Rồi em lấy giùm anh, bỏ vào dây thắt lưng cho anh. Sẵn tiện đây thì Kỳ Lân chuyên về thiết kế, kích tâm, design, tạo ra những sản phẩm bằng vàng và kim cương. Thì đối với đồ da cũng vậy, có một mặt dây rồi thì mình sẽ làm một sợi dây hoặc là nhiều sợi dây. Đặc biệt là Kỳ Lân làm dây hai mặt, một mặt là da cá sấu và một mặt là da cá mập. Hoặc là một mặt là da cá mập, một mặt là da bò Nam Mỹ. Hoặc là hai mặt là da cá mập, hoặc là hai mặt là da cá sấu, hoặc là hai mặt là da bò Nam Mỹ, hoặc hai mặt bằng da đà điểu, tùy theo nhu cầu, yêu cầu của khách muốn. Ví dụ như ngày hôm nay Kỳ Lân đeo cái mặt này ở dây này, và ngày hôm sau Kỳ Lân không thích, Kỳ Lân có thể lật ngược lại cái mặt dây. Ví dụ như nãy quý khách đã thấy là Kỳ Lân đeo ở ngoài là mặt cá sấu, thì bây giờ Kỳ Lân không thích nữa, Kỳ Lân sẽ dùng mặt cá mập như thế này. Rồi thành là xong. Nói chung là tùy theo yêu cầu và nhu cầu của quý khách, và tùy theo tài chính quý khách sẽ đầu tư cho sản phẩm này là bao nhiêu. Kỳ Lân sẽ tư vấn và thiết kế chi tiết về kim cương to hay nhỏ, vàng nhiều hay ít, kích thước size to hay nhỏ.
tùy vào nhu cầu của khách. Ví dụ như Kỳ Lăng thích đeo dây nhỏ thì Kỳ Lăng sẽ chọn dây tầm cỡ 29 hoặc là 30. Còn nếu như quý khách thích dây to thì Kỳ Lăng sẽ có những bản dây to hơn là dây 40 như thế này. Hoặc là đây có nhiều lắm. Nguyên một bộ da size 40, size 42 theo nhu cầu của khách. Thường nếu như Kỳ Lăng đeo á thì hôm nay Kỳ Lăng sẽ chọn dây này và hôm sau Kỳ Lăng sẽ chọn một cái dây là dây to, dây 42 đi. Đây. Kỳ Lăng mà đưa cái dây này vào đây là tuyệt vời luôn. Màu đen rất hợp nữa. Hiện tại là dây này dành cho mặt dây khác chưa đục lỗ. Và Kỳ Lăng sẽ làm một dây hoàn toàn mới để sử dụng cái mặt này. Và nếu như đối với vàng và kim cương này thì mình dùng với màu đen này sẽ rất đẹp, rất nổi luôn. Tùy vào sở thích của mọi người, tùy vào nhìn nhận của mọi người, tùy vào cái ý muốn của quý khách. Yeah. Quý khách có thể đến trực tiếp showroom để chọn da. Tất cả da cá sấu nhập khẩu từ các công ty lớn chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới này, Kỳ Lăng đã nhập về sẵn ở đây hết. Thì quý khách chỉ việc đến chọn da hoặc là kết nối qua Zalo, Kỳ Lăng sẽ gửi da qua Zalo để tuyển chọn, để chọn lựa. Qua Zalo số hotline 0901 247 247, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng Luxury để Kỳ Lăng tư vấn, hoặc là truy cập trực tiếp vào website kỳlanglexury.com để xem mẫu cũng như những sản phẩm và cập nhật liên tục trên đó. Rồi bây giờ cho anh mượn lại cái mặt dây, ok, và Kỳ Lăng sẽ đeo lại cho quý khách xem mặt da cá sấu bên ngoài. À, trước khi đeo vào hoàn tất video clip này, Kỳ Lăng giới thiệu thêm một chút nữa là mặt dây thắt lưng thì Kỳ Lăng đã chuyên design và thiết kế tạo ra những sản phẩm bằng vàng. Và mặt dây thắt lưng thì Kỳ Lăng có làm thêm một chất liệu, một cái thành phần nữa, đó là bằng bạc khối, vàng khối và kim cương. Nói chung là quý khách thích kiểu gì, hình dáng gì, chỉ cần đưa ra yêu cầu hoặc ý tưởng, Kỳ Lăng sẽ ngay lập tức thiết kế và tạo ý tưởng nó thành sản phẩm hoàn thiện như vậy. Một cái mặt dây em cầm giùm anh. Đây là chất liệu là bằng bạc khối và vàng khối và kim cương. Tại sao Kỳ Lăng không làm hết bằng vàng khối? Bởi vì nếu như làm hết bằng bạc khối này thì trọng lượng rất là nặng, nổi cái phần bạc này không là hai cây bạc, phần vàng này là hết hơn 5 chỉ 6 chỉ rồi. Cho nên là nếu như chúng ta làm hết phần này là cần 2 cây máy, gần 3 cây vàng, các mặt dây thắt lưng thì quá nhiều. Vì vậy Kỳ Lăng sẽ làm phần này bằng bạc và xi bằng trắng lên. Còn đây là vàng khối 18k và 3 viên kim cương vuông bên trong cái logo vương miện, biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và quyền lực này. Đây cũng là một cái mặt bằng bạc khối và bên trong là vàng khối và đính viên kim cương. Quay ngang lên đúng rồi em, ok. Y chang mẫu này. Nhưng khác biệt là bên trong cái logo vương miện của sự cao quý, sang trọng và quyền lực này thì đánh full kim cương thiên nhiên. Mặt dây thắt lưng này là vàng nguyên khối hết, chỉ có 3 viên kim cương vuông thôi, là 47.8 gram. Theo công thức Kỳ Lăng tính ra thì mặt dây thắt lưng này tầm một lượng 27, gần một lượng 28. Và xin mời em dời qua bên này giùm anh để cân thử bao nhiêu lượng. Đúng là một lượng 27. Một lượng 27, suy dịch một xíu. Một lượng 27.05, chính xác. Toàn bộ tất cả 100% tất cả mọi cái hết, tất cả chi tiết là vàng nguyên khối thiên nhiên đúc 18, tất cả là vàng hết. Bây giờ quay trở lại vấn đề sản phẩm chính của ngày hôm nay Kỳ Lăng giới thiệu. Thì Kỳ Lăng sẽ đeo lại logo vương miện này vào dây thắt lưng mà Kỳ Lăng muốn dùng là da cá sấu ở ngoài. Rồi, quá đẹp, quá xuất sắc, quá hoàn hảo và đúng tông xịt tông luôn. Từ giày, ví cầm tay, mặt dây thắt lưng bằng vàng nguyên khối đính những viên kim cương thiên nhiên tự nhiên. Dây thì bằng da cá sấu và da bên trong là da cá mập. Ví cầm tay cũng vậy, da cá sấu bên ngoài và bên trong là da cá mập. Và lắc tay cũng là vàng 18 AU750 từ vàng khối đúc ra. Logo Kỳ Lăng Luxury. Chiếc nhẫn cũng vậy, vàng 18 đúc từ vàng Y ra và kim cương thiên nhiên. Chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe. Chiếc nhẫn Rolex cũng vậy,
từ vàng 18 AU750, vàng trắng và vàng hồng Rose Gold. Rất là hợp, và nếu như quý khách có nhu cầu, có yêu cầu thì hãy liên hệ ngay đến với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân sẽ hỗ trợ tất cả những yêu cầu của quý khách thành những sản phẩm hoàn thiện, từ nữ trang chế tác, từ đồ da handmade và tất cả những sản phẩm điện thoại đẳng cấp cao cấp như Vertu, XR, hoặc là tất cả những gì liên quan đến những sản phẩm mà thuộc trong nhóm danh mục đồ luxury đẳng cấp đỉnh cao, hãy liên hệ với Kỳ Lân nhé. Nếu như cái đầu dây dư còn lại mà đưa ra ngoài nó sẽ bị dính lên, nó khó chịu. Nhưng mà Kỳ Lân thiết kế là nó xỏ vào trong. Đó, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Hai mặt dây. Quý khách thích làm cùng mặt, cùng loại dây khác màu, cùng loại chất liệu cá sấu khác màu, khắc văn, ví dụ như một mặt là văn này, một mặt là văn này, màu này, hoặc là một mặt màu này, hoặc là cùng chơi cá mập màu đỏ, màu đen, màu xanh gì, nói chung là cùng màu hoặc khác màu, hoặc là da bò Nam Mỹ, hoặc là da đà điểu, thì tất cả Kỳ Lân xuất hiện cho quý khách nha. Hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp trong thời gian sắp tới nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.